chào tất cả anh em đến với shop phụ tùng Trần Đạt nha anh em nha. Thì nay có 3 bộ vỏ lòng của Alpha nha anh em. Này, của Alpha thì nó hiệu là KFMM nha. Đó, HPN với lại VAP. Thì 3 bộ này là 3 bộ cốt 1 hết nha anh em nha. Thì bán cho anh em giá nhanh gọn luôn 300.000 một bộ. Thì anh em nào có nhu cầu anh em hãy liên hệ mình nha. Số điện thoại của Đạt 0915 434 973 nha. Thì bên mình bán mấy cái này thì cam kết với anh em là đúng đồ zin. Đúng đồ zin nha. Tình trạng mình báo sao thì mình bán vậy cho anh em. Ví dụ như là mình báo cốt thì mình bán cốt đúng cho anh em, còn mình báo sơ mi thì mình sẽ bán đúng sơ mi cho anh em. Chứ không có cái tình trạng là lòng cốt, lòng sơ mi mà mình lại anh em mua lòng cốt mà mình gửi lòng sơ mi cho anh em nha, không có cái chuyện đó. Thứ hai là đây cánh gió này kia còn ok. Mã mộc đầy đủ nha anh em nha. Thì anh em nào mà có nhu cầu anh em hãy liên hệ mình, giá 300.000 một bộ nha anh em. Thì còn có 3 bộ à, tại vì Alpha bây giờ bán nhiều quá không có đủ mà đáp ứng cho anh em nữa. Thì anh em nào có nhu cầu liên hệ mình, tại nay mình đang dọn kho thì mình bán nhanh cho anh em giá 300 nha anh em. Chứ cái này thì nó quá rẻ rồi ha. Cái giá này thì quá rẻ rồi. Anh em nào có thể nhu cầu thì liên hệ mình. Cái này những anh em nào mà chúng ta đi xe Trung Quốc này, chúng mình anh em thay vào cũng được. Hoặc là những anh em mà đi Alpha mà nó cũ rồi, tàn rồi, anh em mua cái này về anh em thay thế vào cũng ok. Hoặc là những anh em mà chúng ta chạy xe độ, anh em mua về chúng ta móc, chúng ta xoáy, ta độ chế ha, ok hết nha. Thì giá 300.000 bộ, anh em nào có nhu cầu liên hệ mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn anh em những clip tiếp theo nha.